Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì bây giờ đã đi mua xoài rồi các bạn. Thì mình đã lạc vào một cái vườn này, toàn là xoài luôn các bạn ơi. Đấy, toàn xoài luôn. Thì nhưng mà này, năm nay cái xoài chỗ này không được mùa các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ thử lên đây, tít trên này, để hái những quả xoài non xem nó sẽ ăn như thế nào nhé. Bây giờ theo chân tôi nhé các bạn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục thì đây là thành quả của tôi lúc nãy. Và bây giờ sẽ tiến hành thử giống nha các bạn. Xem cái đầu mùa thì quả nó sẽ như thế nào nhá. Đầu tiên này, quả bé bé này, mủ nhiều lắm các bạn. Quả bé này, thử phát này. Cái mủ nó hăng lắm các bạn. Các bạn cẩn thận nhé, cái mủ xoài này là rất là dễ bỏng các bạn. Các bạn cắn không cẩn thận mà dính vào mép của miệng này, bỏng luôn, thề luôn các bạn. Nó nóng lắm. Đây. Ngon lắm các bạn ơi. Đây, cái cây này. Tôi khuyến cáo các bạn ăn xoài theo kiểu này nhé các bạn, bởi vì là xoài này phải là người biết ăn em, còn nếu không các bạn cứ vẻ về phải cắt cái cuống nó đi rồi rửa sạch nha các bạn, bởi vì tôi nhắc lại một lần nữa, cái mủ xoài này rất là dễ bỏng, nó vào mắt thì thôi rồi luôn. Bỏng luôn chắc chắn nha các bạn. Cắn không cẩn thận mà dính vào tí mép này mà không lau cẩn thận, không rửa cẩn thận cũng bỏng. Không phải tôi lừa các bạn đâu. Đây là kinh nghiệm của tôi đấy các bạn. Đây. Cũng phải dùng cái răng cửa nha các bạn, không dùng hai bên răng nhai nhá. Để cắn mủ nhá, bởi vì rất dễ dính vào mép nhá. Tôi khuyến cáo các bạn. Lúc nhỏ mà còn thời học sinh ấy các bạn, cứ cắt được quả xoài này mà chia không có dao, các bạn biết làm gì không? Bỏ vào cánh cửa, cái mép cánh cửa ấy, kẹp và phát bể đôi luôn. Quả còn non các bạn ạ. Tôi lưu ý các bạn nữa, tức là các bác người ăn xoài non nhá, các bác cứ ăn cả hạt cho tôi. Nếu ăn một mình cái hạt nó thì nó sẽ rất là đắng các bạn ạ. Tuy nhiên nếu ăn kèm theo cả quả xoài này, nó chua. Cái vị đắng của cái hạt xoài ấy, nó sẽ giảm bớt đi cái độ chua của xoài non này. Nó rất ngon các bạn ạ. Không sao đâu, cái hạt nó không nguy hiểm chết người đâu. Chẳng qua là nó không ngon thôi, nếu ăn riêng lẻ thì nó rất đắng thôi các bạn. Nhưng mà ăn kèm này, tôi không bao giờ bỏ hạt luôn. Nếu các bạn ăn xoài này, các bạn mà xoài non đấy, các bạn mà cắt miếng ra giống như ở xoài chín đấy, tôi đảm bảo các bạn ăn chỉ ăn được vài lát thôi là nó ê hết răng bởi vì quá chua. Đấy là kinh nghiệm của tôi đấy các bạn. Tôi ăn cả hạt rồi, còn làm sao không? Nhưng phải là hạt non nha các bạn,
Xoài mà có sơ là các bạn cắt rồi gặm như kiểu là cắn như kiểu là bò ăn thì không được đâu. Có sơ là không nhai được đâu các bạn, nuốt là nghẹn chết đấy. Mùa xoài non này các bạn, ngon nhất là thời điểm bây giờ, khoảng tầm 2 tuần nữa mà nó có hạt nó ra các bạn, con nữa chua, lúc đấy chỉ có bắp nộm mà bắp gỏi ăn thôi các bạn, không thể ăn được nữa, nó quá chua. Tôi vẫn có một số anh bạn là ăn quả xoài chua đó các bạn ạ. Các anh có thể ăn một yến hoặc là một tạ xoài không bao giờ ê răng luôn, chỉ có đau dạ dày thôi. Thế là hôm đấy tôi mới ngồi nói chuyện lân la để xin bí quyết các anh ấy, để tôi có cái bí quyết để về tôi ăn đồ chua mà không bị ê. Các anh ăn chua ăn mệt nghỉ nó các bạn, không bao giờ ê, ăn cả ngày cả đêm luôn không bao giờ ê răng. Thế là tôi tưởng là các bạn anh ấy có cái bí quyết gì, hỏi ra hóa là các anh ấy nhai đúng cái răng giả các bạn, ăn cá ngay không ê. Lưu ý nhá các bác, xoài non phải ăn cả hạt nhá, nó mới giảm bớt độ chua và nó tăng độ ngon lên nhá các bác. Có một số bác các bác hỏi công thức làm muối toan như thế nào đây. Các bác nếu có muối trắng thì cũng được, nhưng mà muối trắng thì hơi mặn. Muối trắng thì phải pha hơn nhiều thứ. Cứ mì tôm Hảo Hảo các bác ạ, cứ lấy súp mì tôm Hảo Hảo cộng với ớt cay này đâm ra, chấm cái gì cũng ngon. Hảo Hảo nó vừa các bác ạ. Hảo Hảo người ta pha vừa, ăn mì tôm cũng vừa mà chấm gia vị cũng vừa. Các bác có thấy không biết camera có bắt được nét mồ hôi không? Tôi chỉ cần ăn một miếng ớt cay thôi các bạn, cứ thế là mồ hôi tuôn ra hết. Các bác mùa này ở vùng Bắc các bác đã đi bứt xoài non chưa? Bây giờ cái không biết là do lứa tuổi hay là do cái quả xoài này, do cách thức bứt này hay sao ấy, tôi thấy nó không được cái hương vị như lúc nhỏ là các bác ạ. Bởi vì bây giờ là đường đường chính chính treo lên bứt, còn hồi xưa là ăn trộm các bác. Ở đây tôi không cổ suý các bác là ăn trộm xoài nhá, nhưng mà tôi chỉ nhắc là kỷ niệm là các cái lần ăn xoài non đấy các bạn, xoài bứt trộm ấy ngon hơn hẳn, bởi vì cảm giác lén lút mà các bác ăn sợ người ta phát hiện này. Rồi là lại ăn vào những cái lúc mà buổi tối khuya ấy các bác. Bởi vì ngày bị buổi giờ bình thường này, đáng lẽ cái lúc này ăn hoa quả thì làm gì ăn được, phải bứt trộm ra chứ. Bứt trộm thì khoảng tầm chờ người ta đi ngủ 9-10 giờ đêm bắt đầu treo lên, lúc đấy ăn hoa quả là ngon các bác ạ. Đấy, các bác này, tôi ăn quả thứ tư này, tôi vẫn ăn nguyên hạt này, không bỏ hạt đâu nhé. Không phải là tiếc đâu, tôi không muốn nhắc đi nhắc lại nhiều lần về cái vấn đề hạt xoài này lắm, nhưng mà nó, các bác cứ thử đi. Không tin, nếu mà các bác thấy lời tôi nói không đúng thì các bác ấy lúc đấy bỏ hạt cũng chưa muộn. Đấy. Tôi chưa có răng giả các bác ạ, ăn 4 quả nghe ê răng được. Quả này mà có răng giả thì ăn mệt nghỉ luôn nha các bác. Đi ăn các cuộc thi mà ăn đồ chua này, trước khi đi uống vài viên
uống thuốc đau dạ dày rồi đi ăn thì thôi rồi luôn các bác ơi. Chua quá. Chua quá các bạn ơi. Chắc không ăn nổi nữa. Nhìn cái chùm xoài này, nó ngon thế kia mà. Miếng xoài, xoài cắm phát giòn tan này. Chua quá thế. Đúng là quả đầu tiên thì ngon hẳn các bác ạ. Nhưng mà đến những cái quả thứ ta, ba, thứ tư này thì không ngon nữa. Bây giờ ăn là một cực hình này. Các bác xem video thì có thể nuốt nước miếng liên tục và khăn giấy thấm liên tục, nhưng mà khi các bác ăn quá đủ cái độ sức chịu đựng của mình rồi thì thấy giống như một tra tấn đó các bác. Chính vì thế tôi sẽ xin ăn nốt miếng cuối và kết thúc video. Các bạn đừng quên ủng hộ tôi bằng cách ấn like và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất ra nha. Video chuyên về các cái vấn đề ẩm thực miền núi. Và em ở cũng có nhiều bác hỏi thì em ở Nghệ An nhé các bác. Nghệ An thì là như các bác đã biết là Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, và cũng là, và là 3/4 là diện tích đấy là đồi núi đó các bác. Nên là đồi núi của Nghệ An không thua kém bất kỳ đồi núi nào ở các tỉnh thành trên nước Việt Nam đó các bác. Ở tỉnh các bác có cái gì thì miền núi bọn em có cái đấy. Nên là các bác có xoài non thì em cũng có xoài non. Bye bye.